Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Tốt Sao Hoa và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những thông tin thú vị có trong ngày nhé. Cách đây không lâu thì Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chính thức tuyên bố ly hôn sau gần 3 năm chung sống mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước, khiến cộng đồng mạng phải sốc lên sốc xuống, thậm chí có không ít người còn phải thốt lên rằng chẳng thể nào tin tưởng vào tình yêu được nữa. Bén duyên khi hợp tác trong bộ phim Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. Thế nhưng mối tình của hai ngôi sao nổi tiếng này cũng ngập trong thị phi, từng là cặp đôi vạn người ghét của làng giải trí Hoa ngữ. Bởi lẽ thì dù bị bắt gặp những bằng chứng rõ rành rành nhưng họ liên tục bác bỏ tin hẹn hò rồi lại đột ngột tuyên bố về chung một nhà khiến cộng đồng mạng chẳng kịp trở tay. Điều này khiến cặp trai tài gái sắc nhận nhiều chỉ trích từ công chúng. Tuy nhiên thì dần dần Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chứng minh cho công chúng thấy được tình cảm mặn nồng của họ khi thường xuyên khoe khéo hạnh phúc bên nhau, vượt qua bao sóng gió thị phi và nhận được sự chúc phúc của đông đảo khán giả. Ai mà ngờ được cuộc hôn nhân của họ nói toang là toang, khiến mọi người cũng phải chóng cả mặt. Chỉ với lời giải thích ở chung thì ít, xa cách thì nhiều, cặp đôi này chẳng hề lên tiếng về nguyên nhân tan đàn xẻ nghé, bỏ ngoài tai hàng loạt thuyết âm mưu đang râm ran trên mạng xã hội. Mới đây thì ngày 30 tháng 4, Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khi lần đầu xuất hiện trong cùng một khung hình sau một tuần tuyên bố ly hôn. Được biết, nữ diễn viên sở kể chuyện đã có mặt tại tổ ấm mà cả hai từng chung sống cùng trợ lý để thu dọn nốt đồ đạc còn sót lại của mình. Không chỉ mang đi tất cả kỷ niệm, thái độ lạnh lùng như người dưng chẳng thèm trò chuyện của cặp đôi Minh Lan chuyện cũng khiến người hâm mộ vô cùng hụt hẫng, tiếc thay cho mối duyên phận giữa Minh Lan và Cố Nhị Thúc trong siêu phẩm Minh Lan chuyện. Không chỉ đường ai nấy đi trong đời thực, tượng sáp của cặp đôi này tại Viện Bảo tàng cũng được đối xử đặc biệt. Cụ thể, như thành công của bộ phim Minh Lan chuyện, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã được dựng tượng sáp theo tạo hình hôn lễ trong phim. Vốn dĩ hai tượng sáp này được xếp kề sát bên nhau, thể hiện cái kết đẹp của hai nhân vật trên màn ảnh, đồng thời cũng là tình cảm mặn nồng giữa hai diễn viên đình đám. Thế nhưng sau khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố ly hôn thì hai bức tượng đã được tách riêng ra, trưng bày mỗi người một ngả. Điều này khiến các mọt phim vô cùng buồn bã vì hình ảnh đẹp trong bộ phim Minh Lan chuyện đã bay theo chiều gió và cặp đôi được yêu thích này cũng đã tan tàn xẻ nghé ngoài đời thực. Trong bộ phim Minh Lan chuyện, Cố Đình Diệp từng quyết muốn ly hôn với Minh Lan vì sợ liên lụy đến vợ con khi kẻ gian hãm hại phải vào ngục tối. Thế nhưng cuối cùng Cố Nhị Thúc đã từ bỏ ý định sau khi được Minh Lan khuyên nhủ. Giờ đây thì Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bị phim vận vào đời tình tiết ly hôn, nhưng tiếc thay, dường như cái kết trọn vẹn của cặp đôi Cố Đình Diệp và Minh Lan lại chẳng hề ứng với họ. Hơn nữa thì Triệu Lệ Dĩnh vốn là cô gái rất quyết đoán và độc lập trong mọi việc, nên một khi đã đưa ra quyết định thì nữ hoàng Wedding Seabiz sẽ chẳng hề hối hận hay quay đầu lại. Có lẽ việc cặp đôi này gương vỡ lại lành là điều vô cùng mong manh, cực kỳ khó xảy ra. Tiếc nuối vậy thôi, nhưng chuyện hôn nhân vốn như người uống nước, tự biết ấm lạnh, những người ngoài cuộc như chúng ta thì khó mà nói nổi quyết định của họ là đúng hay sai. Và cũng tin chắc rằng cặp đôi đình đám này đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới đi đến lựa chọn đường ai nấy đi như hiện tại. Giờ đây thì người hâm mộ của hai diễn viên đều hy vọng họ sẽ nhanh chóng vực dậy tinh thần sau khi đổ vỡ hôn nhân và tiếp tục cống hiến những tác phẩm chất lượng hấp dẫn trên màn ảnh. Chúng mình là Tốt Sao Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!